giao diện đầu tiên của nó này. Thì trong cái phần định vị GPS này, nó là cái phần dẫn đường của mình. Cái này thì nó tích hợp luôn GPS ở trong máy rồi, để nó không phải có thêm một dây thứ ba như mấy bạn phiên bản trước nữa. Trong giao diện dẫn đường có tín hiệu vệ tinh. Đó. Cái mũi tên này là cái vị trí hiện tại của mình. Đó. Cái mũi tên là vị trí hiện tại của mình này. Trong phần này là có phần chúng muốn tìm kiếm đi đâu ấy thì chúng tìm kiếm trong phần các màu xanh này nhé. Tìm kiếm có ba kiểu tìm kiếm: là địa chỉ, địa điểm, địa điểm đã lưu. Thì cái địa chỉ là mình biết rõ về cái tên đường, số nhà ấy, thì mình tìm theo cái địa chỉ này. Quốc gia thì mình Việt Nam này. Vùng hành chính là cái tên tỉnh thành mà chú cần lựa chọn đấy. Ví dụ cho tìm ở Thái Nguyên này, Thái Nguyên này. Thái Nguyên này. Thái Nguyên này. Đường phố. Đường phố mình chọn đường bất kỳ nào đấy. Phố Yên. Phố Yên. Qua đúng không? Không, ví dụ như ở cho tìm quanh đây thì là đường Cách Mạng Tháng 8 này hạn nhá. Dưới Phú Yên nó phải tên đường gì cái đường chú ạ? Cách Mạng Tháng 8 này. Cái Cách Mạng Tháng 8 thành phố Xuân Công này. Cách Mạng Tháng 8 thành phố Thái Nguyên. Mình chọn Cách Mạng Tháng 8 thành phố Thái Nguyên này. Số nhà. Số nhà bất kỳ nào đấy, ví dụ như số 10 này. Số 10 thì nó là cái bưu điện tỉnh này. Đấy. Mình nhấn đi bưu điện Thái Nguyên. Nhấn hai lần thì đi nhé. Nhấn một lần thì nó sẽ ra ba cung đường để mình đi đến bưu điện đấy. Một cung đường đầu tiên 3 km này, cung đường thứ hai là 3,8 này. Mình sẽ chọn cung đường đầu tiên, bao giờ nó là đường ưu tiên nhất, đi mất ít thời gian nhất. Mình nhấn tiếp tục nhấn chữ đi. Thì trong cái giao diện là nó kia cảnh báo luôn cho chú là cái tốc độ được cho và tốc độ được phép đi là trong cung đường là bao nhiêu này, ví dụ là 50 km này. Mình có thể ấn vào góc mũi tên vàng này để mình minh họa lộ trình trước. Nó sẽ đi trước cho mình. Bật GPS lên. Nó sẽ đi trước cho mình. Điểm bắn tốc độ 50 km/h. Trong cung đường này được phép đi 50. Nó sẽ cảnh báo chứ liên tục như vậy. Cách 350m rẽ trái. Ấn vào góc mũi tên này để dừng minh họa để mình tìm cái lộ trình khác. Ví dụ như mình lại ấn vào góc một lần mình tìm kiếm. Tìm kiếm cái địa điểm đấy là mình có cái địa điểm chung ở đấy mà mình không nhớ rõ được tên đường. Ví dụ như nó là ví dụ như chú biết cái bưu điện tỉnh đấy nhưng mà chú quên mất tên đường của nó là gì đấy, mình tìm kiếm địa điểm này. Vị trí con trò này, mình sẽ tìm tất cả các loại. Trong vị trí con trò này mình có thể tìm ăn uống hay mua sắm hay giải trí hay là cái gì đấy. Nhưng mình tìm tất cả các loại nó sẽ bao quát hơn. Ví dụ như chú dưới Phú Yên à? Chú đấy chú bưu điện Phú Yên. Tìm bưu điện Phú Yên này hả chú nhá. Mình biết ra. Bưu điện. Bưu điện. Đây, mình viết đến đoạn này nó sẽ có ra gợi ý. Thì mình chọn luôn rồi đây. Chú vẫn tiếp tục ấn đi bưu điện đấy. Là một lần này. Hai lần chú nhá. Một lần thì đây là cung đường 26 km này. Đây, cung đường 22 km này. Đây, cung đường này. Mình sẽ chọn cung đường đầu tiên, lúc nào nó ưu tiên nhất. Tiếp tục ấn chữ đi là nó sẽ dẫn mình đi thôi. Đợi khoảng 3 giây nó sẽ thu cái vị trí hiện tại của mình lại. Là cái mũi tên của nó đó. Bây giờ nó sẽ dẫn mình đi. Còn cái điểm đã lưu nhá chú nhá. Còn một kiểu tìm kiếm nữa, cái điểm đã lưu này nữa. Đây cháu sẽ lưu vị trí hiện tại của mình là, ví dụ như cháu sẽ lưu ấn luôn cái góc mũi tên này này. Đây là vị trí hiện tại của mình này. Nên nó sẽ lên lưu điểm. Okay. Mình sẽ lưu điểm này, mình thay tên của nó. Ví dụ tên của nó đang là 001 này, cháu sẽ thay là Auto 365 Thái Nguyên chẳng hạn nhé. Đây là tên cơ sở của cháu. Auto 365 Thái Nguyên. Cái này thì nó không có dấu. Chú ấn tích cái đây. Một lần, hai lần nào. Nó sẽ lưu lên thì sau này chú ở dưới đấy đánh cái địa chỉ đó. Đúng rồi, sau chú chỉ việc từ nhà thì chú cứ việc tìm kiếm này. Địa điểm đã lưu thì nó đã có tên Auto 365 Thái Nguyên rồi. Chú tìm đây. Đấy là phần dẫn đường đấy chú nhá. Ngôi nhà nó sẽ thoát ra màn hình chính nhé. Kép đây là camera của mình. Thì trong phần này đây là camera trước này. Đây là camera sau này. Camera phía sau của nó. Đây là camera đằng trước. Sao camera sao tối đấy?
cái này nó qua cái kính mình lắp trong xe thì nó qua một cái lớp kính thôi chứ. Đây là hai cam thì là nó cam kép luôn đấy, cam trước cam sau một góc này, đổi góc sau có hơn, góc trước thì hơn, thay đổi như ADAS này, trong cái phần camera này nó có chức năng ADAS này, nó có những cái chức năng của chúng là cảnh báo va chạm này, cảnh báo làn đường, nhắc xe di chuyển, những cái này thì cho bật hết lên rồi. Nếu chú không thích cái nào thì chú có thể bỏ tích này đi. Còn cái canh chỉnh ADAS này, giờ cháu sẽ canh chỉnh cho chú. Canh chỉnh ADAS là mình canh chỉnh để nó cảnh báo cho mình về cái lấn làn đường ấy. Đấy, thì cái vạch ngang mình sẽ cho cuối con đường như của mình. Đấy, và cái mắt này của chú ở vị trí này, mắt nó là giữa xe rồi, cho nó chỉnh cái ra cái mắt đấy thì nó vào giữa xe rồi, xong mình nhấn OK lên rồi đó. Cái chức năng này thì nó sẽ cảnh báo chú về cái lấn làn đường với cảnh báo va chạm. Xem lại video chú xem cho phần khung ảnh này nhá. Đấy, đây là phần khung ảnh này. Đấy, đây là hai cam, chú xem mỗi camera đằng trước đây, chú xem đây. Đấy, có ngày giờ hết rồi chú ơi. Đây là mình xem lại phía sau. Định dạng nó là TS là cái gì? Đâu ạ? Định dạng nó này. Vâng. Ví dụ chú xem đây là camera phía sau. Chiếc xóa đi, chú ấn xóa đi. Không thì tự tung rác. Đây là chiếc đây là dừng quay nhá. Kêu chấm đỏ là đang quay chú ạ. Mình dừng tắt quay này. Video. Đấy, đây là dừng quay, nếu mình không muốn ghi hình nữa. Mình ghi hình nữa. Đây chụp ảnh, chức năng bên dưới là chụp ảnh. Bắt đầu quay.